Chào mừng các bạn đến với các bài học của Trung tâm Đào tạo Thú y Trực tuyến Chất lượng cao VietVet. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn bài học về cái kỹ thuật nuôi chim cút mà nó đạt được cái hiệu quả kinh tế cao nhé các bạn. Thì cái phần nuôi chim cút này các bạn, tôi sẽ có nguyên một chuỗi những cái bài giảng về nó, cho nên các bạn nào có mong muốn tham khảo những cái bài về chim cút á, thì chúng ta hãy nhớ là đăng ký cái kênh Umelog để nhận các cái bài học một cách nhanh nhất nhé các bạn. Ở trong cái phần này á, thì tôi sẽ chủ yếu là giới thiệu với các bạn về các cái quy mô chuồng nuôi cũng như là các cái yêu cầu của trang trại chuồng nuôi. Thì như trên hình ảnh các bạn thấy đây, đây là cái phần trang trại chăn nuôi con chim cút chúng ta mà rất là thường hay gặp. Các bạn chú ý nhé, ở đây là các tỉnh miền Nam hay là miền Bắc hoặc là miền Trung chúng ta cũng đều có những cái trang trại kiểu như thế này. Cho nên là tôi muốn giới thiệu cho các bạn một số các cái yêu cầu của cái chuồng nuôi chim cút trước nhé các bạn. Thì cái chuồng nuôi chim cút mà nó đúng tiêu chuẩn đó các bạn, thì nó phải đáp ứng được các cái nhu cầu sinh lý của chim, cũng như là nó sẽ đảm bảo được các cái yêu cầu về cái vệ sinh môi trường nè. Một số các cái yếu tố các bạn chú ý là cần phải tuân thủ khi mà chúng ta xây dựng chuồng nuôi cút, thì tôi sẽ liệt kê ra sau đây. Thứ nhất là cái nhiệt độ. Các bạn chú ý là cái nhiệt độ nó phải thích hợp và ổn định nhé các bạn. Thì cái nhiệt độ mà của cái chuồng nuôi, cái lúc mà nó quá nóng hoặc là quá lạnh á, thì dĩ nhiên là nó sẽ dẫn đến cái tình trạng rối loạn trao đổi chất của con cút, và nó sẽ giảm cái tốc độ sinh trưởng cũng như là cái chất lượng thịt của con cút nó tạo ra, và cái khả năng đẻ trứng cũng như là cái chất lượng trứng của con cút nó cũng bị ảnh hưởng. Và đối với những cái con cút non đó các bạn, thì cái mức nhiệt độ thích hợp á, nó dao động từ khoảng 24 cho đến 35 độ C. Các bạn ghi chú lại giúp tôi nhé. Cút non là từ 24 đến 35 độ C. Còn những cái con chim cút đẻ đó các bạn, thì cái mức nhiệt độ của nó thích hợp nhất là nó dao động cỡ khoảng từ 18 cho đến 25 độ C. Thì đó là về cái phần nhiệt độ. Còn về cái phần thoáng khí thì như thế nào? Cái môi trường ở bên trong chuồng nuôi chim cút đó các bạn, nó cần phải đạt được độ thoáng mát, thông gió. Và các bạn chú ý là như vậy á, nó sẽ làm cho cái không khí nó lưu thông được sạch sẽ, và nó sẽ hạn chế tích tụ các cái loại khí độc gây hại sinh ra từ các cái dạng chất thải của chim. Thì như các bạn biết là con cút này nó cũng đi phân rất là nhiều, và phân nếu như mà cái môi trường nó không có thoáng khí, các bạn ủ lại đó thì nó sẽ rất là hôi, và nó sẽ hình thành nên một số các cái dạng độc tố mà nó gây hại ngược lại cho con cút. Nên các bạn lưu ý nhé, có thể nó bị các cái dạng bệnh lý trên đường hô hấp rất là nhiều nếu chúng ta không có tình trạng thông thoáng này xảy ra. Ngoài ra các bạn, thì cái chuồng nuôi các bạn chú ý là nó phải cao ráo nhé các bạn, giống như cái chuồng ở trên cái hình các bạn thấy đây, nó tương đối cao ráo rồi các bạn, và nó phải tránh được cái độ ẩm thấp để nó có thể là chống lại được các cái dạng mầm bệnh mà có thể gây bệnh cho con cút của chúng ta. Và một cái vấn đề nữa ở trong cái yêu cầu của chuồng nuôi là các bạn phải vệ sinh sạch sẽ. Tức là cái chuồng chim cút á, các bạn cần phải thiết kế làm sao mà cho nó dễ dọn rửa chuồng nhất. Và cái máng ăn cũng như là máng uống được thay và cọ rửa thường xuyên. Các bạn chú ý nhé. Ví dụ đây là trên các cái phần máng ăn này các bạn. Các bạn nên chú ý là chúng ta thay cũng như là cọ rửa thường xuyên nó. Thì các cái chất thải á, các bạn chú ý là chúng ta cần phải thu gom xử lý để không gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, như là vừa rồi chúng ta nói về cái phần thoáng khí các bạn. Và một cái việc nữa các bạn cần lưu ý là chúng ta phải đảm bảo được cái không gian yên tĩnh. Thì cái tổ tiên của cái loài cút này các bạn, nó vốn nó có nguồn gốc là từ hoang dã, cho nên là cái bản chất của cái con chim này nó khá là nhút nhát các bạn. Và cái thính giác cũng như là cái thị giác của nó, do là nó hoang dã từ tổ tiên cho nên là nó rất là nhạy bén, và nó sẽ rất là dễ dàng bị kích động bởi các cái dạng tiếng ồn. Cho nên là cái chuồng nuôi cút á, các bạn chú ý là nếu có điều kiện chúng ta nên đặt ở những cái khu vực yên tĩnh và không bị xáo trộn, cũng như là có ít người lạ cũng như là các cái dạng động vật mà nó qua lại đây. Nên chúng ta, các bạn chú ý về cái không gian yên tĩnh này nhé, nó sẽ rất là hữu hiệu trong cái quá trình mà các bạn chăn nuôi, nếu như chúng ta chọn được một cái địa thế mà nó phù hợp với cái chăn nuôi cút. Và một cái phần nữa là cái chuồng nuôi của các bạn phải chống các loài động vật gây hại. Thì các bạn biết con chim cút là nó có kích thước khá là nhỏ, cho nên là nó sẽ dễ bị các cái loài động vật gặm nhấm, ví dụ như là chuột chẳng hạn, hoặc là các cái dạng như là mèo, nó sẽ tấn công và gây tổn thương đến những cái con chim cút của chúng ta nếu như chúng ta không có chăm sóc cũng như là chúng ta không có cái chuồng nuôi cách hợp lý các bạn. Cho nên là trong cái lúc thiết kế chuồng á, các bạn phải đặc biệt lưu ý về vấn đề này nhé.
Thì một lát tôi sẽ có giới thiệu cho các bạn về các cái kiểu chuồng nuôi cút thịt cũng như là nuôi cút sinh sản để cho các bạn nắm. Thì đó là cái phần về các cái yêu cầu của cái chuồng chăn nuôi. Thì bây giờ chúng ta đi đến cái phần về chọn giống nha các bạn. Thì các bạn cần phải lựa chọn các cái con cút giống nó phải đạt được ở những cái địa chỉ mà có uy tín. Thì những địa chỉ uy tín là những địa chỉ nào thì các bạn có thể liên hệ với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ở cái tỉnh thành của các bạn đang sinh sống á, thì người ta sẽ hướng dẫn cho các bạn đến những cái trung tâm cũng như là hướng dẫn cho các bạn đến những cái trang trại mà chăn nuôi cút tốt, thì ở đó các bạn có thể mua giống ở đó nhé. Và các bạn chú ý là các bạn chọn chim nó phải khỏe nhé các bạn, và nó không có cái bệnh cũng như là các cái dị tật, và nó phải nhanh nhẹn và có tính háo ăn. Thì cái tỷ lệ đẻ nè, ấp nở, nuôi sống con hay là tăng trọng nhanh, ổn định và đồng đều, các bạn chú ý nhé. Thì đối với cái con cút trống đó các bạn, thì nó phải khỏe mạnh, nhanh nhẹn và cái lông da nó bóng mượt, cái thân hình nó gọn và nó nhỏ hơn con cái. Thì cái đầu nó nhỏ, mỏ ngắn, cổ dài và ngực nở. Còn đối với con cút mái các bạn, thì cái đầu nó thường là nó thanh, cổ nhỏ, lông da nó phải bóng mượt và cái lông ngực nó có cái đốm trắng đen. Đồng thời các bạn chú ý về cái xương chậu á, nó phải rộng và hậu môn nó nở đỏ hồng và mềm mại vân vân. Thì đó là một số các cái cách để mà chúng ta có thể lựa chọn giống. Còn về cái phối giống đó các bạn, thì các bạn chú ý là chúng ta phải cho chim cút từ 3 tháng tuổi trở lên là nó phối giống được rồi. Thì nếu như mà sớm quá đó các bạn, thì con cút nó vẫn còn non, nó sẽ gây ra cái tình trạng là cái sức đề kháng nó yếu và cái sự sinh sản của nó sẽ kém hơn. Các bạn lưu ý nhé. Và những cái ngày đầu mà mới ấm đó các bạn, thì cái đáy lồng ấm và xung quanh các bạn chú ý là chúng ta phải lót giấy nè, che kín và yên tĩnh để cho con cút nó không có bị lọt chân xuống dưới nha các bạn. Thì đó là cái phần về chọn giống và phối giống. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến cái phần về cái kỹ thuật mà nuôi chim cút thịt các bạn. Thì đối với cái chuồng mà để nuôi chim cút thịt đó các bạn, thì kỹ thuật làm chuồng nó khá đơn giản thôi các bạn, so với các dạng mà nuôi chim cút sinh sản. Thì dưới đây thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cách thiết kế nhé các bạn. Thì cái kích thước chuồng á, nó sẽ nằm vào khoảng từ 1 x 0,5 x 2 mét với cái mặt độ là cỡ khoảng 20 đến 25 con trên một chuồng các bạn. Nhưng đây là một cái kiểu mô hình chuồng nuôi nè các bạn. Thì cái chuồng này á, nó có thể là các cái lồng nuôi làm bằng thép mạ kẽm hoặc là nó được thiết kế thành nhiều tầng. Đây là nó thiết kế thành nhiều tầng nè các bạn, để nó tiết kiệm được cái không gian á các bạn, cũng như là tiết kiệm được cái diện tích á. Và cái chuồng ở trên nền đất phải có cái quay lưới thép từ 1 x 1 cm xung quanh để chúng ta chống con chuột á, các bạn lưu ý nhé. Và ở trên cái nóc chuồng á các bạn, thì chúng ta có thể sử dụng các cái dạng vật liệu mềm để khi chim cút nó bị giật mình trong cái trường hợp là có cái tiếng ồn chẳng hạn, thì nó nhảy lên cao và nó không có bị tổn thương ở cái phần đầu của nó, nên cái này các bạn đặc biệt lưu ý nhé. Còn cái máng ăn và cái máng uống đó các bạn chú ý là nó phải dài khoảng 0,5 mét và kích thước của nó là từ 5 x 5 cm như trên hình các bạn thấy đây. Đây là cái máng ăn của nó đây các bạn. Thì các bạn làm cái này các bạn có thể mua được nhé các bạn, hoặc là các bạn làm từ cái dạng vật liệu dẻo á, ví dụ như nhựa chẳng hạn, để chúng ta tránh gây tổn thương cho cái con cút này. Và cái đặc điểm của loại nhựa này nó cũng dễ để chúng ta lau chùi nữa nhé các bạn. Và các bạn chú ý là con cút thịt á, trong khoảng từ 25 cho đến 30 ngày á bạn, thì cái giai đoạn này á, các bạn cần phải vỗ béo, cho nên cái thức ăn á, nó sẽ phải giàu tinh bột và ít đạm. Và bạn cho con cút nó ăn tự do cả ngày lẫn đêm nhé các bạn, đến khi 40 ngày tuổi thì chúng ta có thể mang đi bán được rồi. Thì đó là cái phần về cái nuôi con chim cút thịt. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đến cái phần về nuôi chim cút sinh sản. Nhưng mà trước khi qua nuôi chim cút sinh sản các bạn, thì tôi muốn nhắc với các bạn là hiện tại trung tâm đào tạo thú y trực tuyến chất lượng cao Vietvet đang có các cái khóa đào tạo về siêu âm, X-quang, xương khớp, chuyên khoa mắt, chuyên khoa da liễu, xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị các cái dạng bệnh lý trên chó mèo, heo, gà, vịt, trâu bò, dê cừu, cũng như là các cái quy trình chăn nuôi đạt cái hiệu quả cao, ví dụ như là chim cút nè, các cái dạng như là thỏ, dê, bò, cừu vân vân. Các bạn nào có mong muốn học tập cũng như là muốn tìm hiểu thêm về thông tin khóa học á, thì các bạn có thể liên hệ với bác sĩ Dương theo số điện thoại là 0903 153 057. Các bạn có thể liên hệ qua Zalo hoặc là gọi nhé các bạn. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đến cái phần về kỹ thuật nuôi chim cút sinh sản. Thì đối với cái chuồng nuôi á các bạn,
Cái này nó đòi hỏi chúng ta phải thiết kế ba loại chuồng nuôi khác nhau. Để ở đây tôi sẽ nêu chi tiết cho bạn ba loại luôn. Đó là lồng ấm này, lồng hậu bị này và lồng cút đẻ. Thì ba cái kiểu chuồng này các bạn, nó sẽ dành cho ba giai đoạn phát triển riêng biệt của từng con cút, từ cái con cút non cho tới con cút mà nó có khả năng sinh sản các bạn. Đối với cái lồng ấm á, thì đây là cái khu vực dành cho chim non mới đẻ dưới 10 ngày tuổi, và cái kích thước phổ biến của lồng ấm á, là nó nằm vào khoảng 1.5 x 1 x 0,5 mét, và chúng ta có thể nuôi được 200 con chim non. Tuy nhiên cái kích thước này nó có thể thay đổi tùy thuộc vào cái quy mô của các bạn chăn nuôi á. Và cái lồng ấm á, các bạn chú ý là không nên đặt trên cái nền đất, mà chúng ta nên đặt cao hơn mặt đất cỡ khoảng từ 50 cm để tránh các cái loại gặm nhấm gây hại các bạn. Thì cái lồng các bạn cần phải được quay bằng cái lưới thép không rỉ, cái loại từ 0.8 x 0.8 cm. Nói chung là các bạn thiết kế như thế nào cho nó phù hợp với cái lồng ống chúng ta là được rồi. Và các bạn phải trang bị thêm cái bóng đèn để nó vừa sưởi và vừa thắp sáng, duy trì thân nhiệt cho con chim non nhé các bạn. Về cái lồng hậu bị á, thì đây là cái khu vực dành cho chim từ 11 cho đến 30 ngày tuổi đang trong cái giai đoạn phát triển. Thì cái kích thước của lồng hậu bị tương tự như là cái lồng ống thôi các bạn, nó khoảng từ 1.5 đến 1 nhân cho 0,5 mét, nhưng mà cái mật độ thì nó giãn cách hơn, tức là khoảng từ 100 đến 120 con trên một chuồng. Thì cái lồng hậu bị á, nó có cấu tạo không quá khác biệt so với lồng ống nhé các bạn, và nó vẫn được đặt ở trên cao và trang bị các cái bóng đèn sưởi. Còn đối với cái lồng cút đẻ đó các bạn, thì những con chim cút mà trên 25 ngày tuổi á, thì nó có khả năng sinh sản và đạt được cái tiêu chuẩn nuôi lấy trứng á, thì các bạn sẽ chuyển nó sang cái lồng để chúng ta nuôi cút đẻ nhé. Và cái kích thước của cái loại lồng này các bạn là nó khoảng từ 1 x 1.5 x 0,5 mét, và cái mật độ là cỡ khoảng 25 cho đến 30 con mái trên một chuồng như trên hình các bạn thấy đây. Đây là cái lồng mà chúng ta để nuôi con sinh sản nhé các bạn. Và cái vật liệu có cấu tạo tương tự như là cái lồng nuôi chim cút thịt thôi các bạn. Tuy nhiên các bạn lưu ý là có một đặc điểm khác biệt chính á, là cái nền chuồng á, các bạn nên xây nghiêng nhé các bạn, với cái độ dốc là cỡ khoảng từ 3 cho đến 5. Thì cái độ dốc như vậy á, chủ yếu là để cho trứng nó có thể lăn ra cái máng hứng một cách nhẹ nhàng như trên hình các bạn thấy đây. Đây là cái trứng này các bạn, nó lăn ra ngoài cái máng này. Thì chúng ta xây một cái độ dốc nghiêng như thế này nhé các bạn. Thì cái này nó sẽ giúp cho các bạn dễ thu hoạch hơn và cái trứng nó sẽ không có bị vỡ. Thì ngoài cái máng ăn và cái máng uống á, thì cái lồng cút đẻ các bạn cần phải trang bị thêm cái máng hứng trứng, thường đặt ở cái phần chân dốc của cái đáy. Đây này các bạn, đây người ta gọi là cái máng hứng trứng này các bạn. Các bạn chú ý nhé. Và cái máng trứng này thường nó có kích thước khoảng từ 5 x 1.5 x 3 cm và nó được lót thêm vải để nó hạn chế tối đa nó bị nứt trứng khi mà lăn xuống máng. Thì có điều kiện các bạn thể lót thêm vải là tốt nhất. Thì do mỗi con chim cút nó ăn khoảng từ 20 đến 25 gram thức ăn hỗn hợp, và nó sẽ đẻ một quả trứng là nặng cỡ khoảng từ 10 cho đến 11 gram, tức là bằng 10% cái trọng lượng cơ thể của nó. Cho nên cái thức ăn của cái con cút sinh sản á, các bạn chú ý là nó phải đảm bảo được cái yêu cầu dinh dưỡng cao, nhất là cái độ đạm và khoáng chất cũng như là các cái dạng sinh tố chẳng hạn, và nhiều tinh bột. Thì các bạn nhớ là chúng ta nên cho uống, tức là cho uống tự do cả ngày lẫn đêm luôn các bạn. Thì khi chim cút đẻ cần thu gom trứng ngay á, để cho trứng nó tránh mà bị các trường hợp mà rơi vỡ sau này rất là đáng tiếc nhé các bạn. Cho nên là khi nó đẻ ra các bạn hãy thu gom ngay, và các bạn phải bảo quản an toàn để tiến hành ấp nhân giống chẳng hạn. Ngoài ra các bạn chú ý là chúng ta cũng cần phải đảm bảo được cái lượng nước uống mỗi ngày là khoảng 50 cho đến 100 ml nước nhé các bạn. Các bạn phải cung cấp nước sạch và mát cho chim cút uống tự do, chứ chúng ta không có được cung cấp cái dạng thuốc, các dạng nước mà nó nhiễm bẩn chẳng hạn, thì như vậy nó sẽ rất là nguy hiểm cho con cút, các bạn lưu ý nhé. Và về một cái vấn đề nữa mà tôi muốn giới thiệu sơ lược cho các bạn là về vấn đề phòng bệnh ở chim cút. Thì cái loại chim này các bạn, nó mặc dù tôi có nói ở trên á, nó có sức đề kháng rất là mạnh, nhưng mà cái việc phòng ngừa bệnh cho nó cũng cần phải được thực hiện nhé các bạn. Và các bạn phải thường xuyên vệ sinh chuồng trại cũng như là giữ môi trường khô ráo, nhiệt độ ổn định. Như một vừa rồi chúng ta có phân tích về các cái yếu tố chuồng nuôi á, và chúng ta phải hạn chế cho cái con cút này nó tiếp xúc với những cái đàn lạ nhé các bạn. Và chim cút nó thường hay bị các dạng bệnh như là Newcastle này, ngộ độc thức ăn, sưng mắt, bại liệt, suy dinh dưỡng.
thì lúc này một số các biện pháp phòng ngừa chính đó, chủ yếu là tiêm vaccine. Thì về các cái dạng bệnh lý này thì tôi sẽ có phân tích trong các bài học lần sau, cho nên các bạn có quan tâm theo dõi thì chúng ta đón chờ xem nhé các bạn. Thì các bạn hãy tiêm vaccine cho cả đàn từ khi nó còn nhỏ và chúng ta có thể tiêm nhắc lại khi mình đẻ. Thì cái thức ăn á, các bạn chú ý là chúng ta phải cần sử dụng cái dạng thức ăn tươi, sạch và không bị mốc hay là có mùi lạ. Và trong cái môi trường ẩm ướt á, thì cái nhiệt độ cao nó sẽ làm cho thức ăn nó đảm bảo để cho chim nó không bị ngộ độc. Các bạn chú ý nhé. Và các bạn phải bổ sung thêm cái dạng vitamin, ví dụ vitamin A chẳng hạn, để chúng ta tránh sưng mắt. Và chúng ta thêm canxi và phốt pho để tránh cho con cúc ta bị bại liệt. Và trong cái quá trình mà con cúc nó đẻ trứng các bạn cần phải cung cấp đủ các chất dinh dưỡng để tránh cái tình trạng là con chim cúc nó bị suy dinh dưỡng, thì chim nó đẻ không đều và ảnh hưởng đến cái tình trạng trứng của chúng ta, nó sẽ bị biến dạng. Nên các bạn chú ý là chúng ta phải theo dõi trang trại chúng ta hàng ngày để phát hiện các cái vấn đề và chúng ta xử lý một cách kịp thời. Thì đây là cái bài học hôm nay mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Các bạn đừng quên đăng ký kênh Dương Vlog để chúng ta nhận thêm các bài học một cách nhanh nhất nhé các bạn. Và các bạn hãy chia sẻ bài học này đến với mọi người để mọi người cùng gia tăng thêm kiến thức. Và các bạn hãy bình luận ở bên dưới để giúp cho Dương Vlog ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại thì Trung tâm Đào tạo Thú y trực tuyến chất lượng cao Vietvet đang có các khóa đào tạo về siêu âm, X-quang, xương khớp, thuốc, phối hợp thuốc, chuyên khoa mắt, chuyên khoa da liễu, xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị các dạng bệnh lý trên chó mèo, heo, gà, vịt, trâu, bò, dê, cừu, cũng như là quy trình chăn nuôi đạt hiệu quả cao trên các cái loài, ví dụ như là chúng ta đang học đây, chim cúc hoặc là dê hay là cua hoặc là lươn, dúi vân vân. Thì các bạn nào có mong muốn học tập cũng như là muốn tìm hiểu thêm về thông tin khóa học thì các bạn hãy liên hệ với bác sĩ Dương theo số điện thoại là 0903 153057. Các bạn thể liên hệ qua Zalo hoặc là gọi nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học này và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau. Xin chào.